bàn thi đấu đầu tiên khi mà Tion bên phía đội 1 và Genji bên phía đội 2. Lượt cấm đầu tiên mà các thành viên bên phía của Tion hướng tới nó sẽ là một con bài nào? Và tôi nghĩ rằng có thể cấm rừng. Poppy là lượt cấm đầu tiên đưa ra đến từ Tion nhắm trực tiếp vào con tướng tủ của phía nước tại mùa giải này. Lượt cấm đầu tiên đã được bên phía Tion đưa ra rất nhanh chóng, và sau đó là Kalista, một lựa chọn mà nếu để vào tay rơi vào tay Ruler này cũng cực kỳ nguy hiểm. Trong khi đó Genji cũng đang cấm vào người chơi. Con Raven này của GumaLC đã chứng minh được cái tỷ lệ thành công quá là cao, và Genji cũng cấm tiếp vào con tướng mà Honor cực kỳ tự tin rằng mình là người đánh tốt nhất thời điểm hiện tại tại LCK, đó là Lee Sin. Yumi cũng đã bị cấm sau khi mà Tion cấm lượt cấm cuối. Genji cấm Yumi, trong khi đó Tion thì cấm lượt cấm cuối của mình là con Sin của Lehen, một trong những con tướng mà ta có thể tạo ra rất nhiều sự khó chịu ở giai đoạn đi đường, thậm chí là giao tranh giai đoạn sau. Và như vậy là 6 lượt cấm đã nhanh chóng trôi qua và rất nhiều những vào biết đang được hở ra. Và Tion quyết định đặt niềm tin vào một con Gwen Blybeak chọn mù cho Zed ở cánh trên, bất chấp việc Genji có rất nhiều thời gian để tính những lựa chọn khắc chế. Na khu vực đứng trên còn dành cho Doran. Vị tướng xạ thủ thì chúng ta vẫn còn cực kỳ nhiều. Lucian, Nami, Zeri, Sivir, tất cả mọi thứ đều đang hở ra dành cho cả GumaYoshi và Ruler. Thậm chí còn Sylas không có đứng giữa nữa. Và quyết định đưa ra đến từ bên phía của Genji cực kỳ nhanh, đó là Lucian. Đây là một lựa chọn cho phép bên phía của Genji có được một xạ thủ rất mạnh tại khu vực đứng dưới, trong bối cảnh là Kalista cùng với Raven đều đã bị loại bỏ. Thì Lucian và Nami có thể được coi là cặp đôi đi đường mạnh nhất tại thời điểm này. Genji sẽ đặt niềm tin vào khu vực cánh dưới của mình với việc là chọn Lucian, một vị tướng sẽ phụ thuộc vào khả năng đè đường ngay từ những cấp độ đầu tiên. Và chốt luôn bộ đôi đường dưới không cần phải suy nghĩ nhiều gì cả, bởi vì họ có niềm tin vào Ruler và Lehen. Lựa chọn thứ ba thì họ sẽ tùy tình huống xem là có đưa ra lựa chọn khắc chế vào con Gwen hay không, hay là sẽ chọn rừng, tùy theo những gì mà T1 thể hiện. Và với việc là có con Gwen đường trên thì ở cánh dưới bên T1 quyết định chọn bộ đôi tương đối là an toàn và đánh thủ hòa trong khoảng gian ban đầu với Aphelios và Lulu. Như vậy điều kiện thắng của T1 sẽ là câu kéo thời gian của ván thi đấu này đủ dài để Aphelios có trang bị, chứ không phải là những vị tướng đọ về mặt đi đường với bên phía của Genji, vì nó đã bị loại bỏ đi hai con bài rất mạnh đó là Raven và Kalista rồi. Lulu là lựa chọn hỗ trợ dành cho Kera để bắt cặp cùng với Aphelios. Và bên phía bên kia thì chúng ta có một con Akali xuất hiện. Ở tại lượt đi thì Chovy cũng đã có con Akali tại ván thiếu thứ hai, và màn trình diễn Akali của anh ta là không tệ chút xíu nào cả. Chỉ là ván thi đấu đó thì con Raven trong tay GumaYoshi vẫn có được cái lượng sát thương tương đối ấn tượng với một con Raven giải phóng được nội tại sớm, và khiến cho Chovy không có đủ khả năng để có thể gánh bên phía Genji với con Akali này. Nhưng lượt về này thì kịch bản đã khác. Bên phía bên kia đang là một Aphelios, một xạ thủ kém cơ động, và đất diễn cho Chovy có lẽ sẽ nhiều hơn. Tôi đang suy nghĩ xem liệu đây có phải là một con Akali ở khu vực đường trên dành cho Doran hay không. Kèo này thực ra là vẫn là một kèo kỹ năng khá là nặng, nhưng có khá là nhiều cơ sở để cho Akali tổ chức những pha outplay, thực hiện những pha outplay trong cuộc đối đầu 1-1 với lại con Gwen ở hồi cánh trên. Và việc với một cái tầm hoạt động tương đối là tốt và ở xung quanh khu vực gần đối phương, cho nên là cái xương lam bất bại cũng sẽ bị hạn chế khá là nhiều sức mạnh trong những cuộc đối đầu tay đôi giữa Akali và Gwen. Tôi rất hy vọng rằng Doran sẽ đánh một cái kèo Akali ở khu vực đường trên để đấu tay đôi, đánh kỹ năng với lại Zed, để có ít nhất là lấy tinh thần cho bên phía Genji trong cặp đấu rất quan trọng này. Và bây giờ chúng ta hãy đến với giai đoạn 2 khi mà chưa bên nào có rừng cả, và liên tục những con tướng rừng đang bị loại ra khỏi ván đấu này khi mà Xin Zhao và Viego đã bị cấm. Sau đó thì Tiêu Anh cũng cấm đi Wukong, Poppy cũng đã bị cấm trước đó rồi. Rất nhiều những con tướng rừng mạnh ở trong meta đã bị loại đi và sẽ rất hạn chế dành cho Tiêu Anh, bởi vì Genji sẽ được chọn trước ở giai đoạn 2, và khả năng rất cao tất nhiên là họ sẽ lấy rừng để cho Chovy hoặc Doran có quyền được chọn cuối. Và đó tiếp tục lại là một lượt cấm rừng nữa đến từ bên phía của Tiêu Anh. Ba vị tướng đi rừng bị cấm đến từ cả hai bên, và nó sẽ khiến cho cái bên rừng hiện tại của Phoenix cùng với Honor bị hạn chế đi rất nhiều. Và để xem là những vị tướng đi rừng tier 2 như là Volibear, Trundle có xuất hiện ở trong ngày thi đấu hôm nay không, hay Skarner nữa. Skarner trong những vòng đấu vừa qua tại LCK cũng đã xuất hiện nhiều, đặc biệt là đang liên tục được spam bởi Ghost, người đi rừng của KT Roster. Và đó là Skarner được khóa vào dành cho Phoenix, một vị tướng có hiệu khống chế rất khó chịu mà các thành viên phía Genji đã sở hữu được. Và để xem T1 sẽ đáp trả lại con Skarner này như thế nào. Họ đánh nhá liên tục con Master Yi ở những vòng đấu vừa qua, nhưng chắc chắn sẽ không phải là Master Yi. Bây giờ thì T1 cũng sẽ phải đưa ra một con tướng rừng mà họ chưa sử dụng ở mùa giải này, tôi nghĩ là như vậy. Nếu không lầm thì T1 vẫn chưa một lần nào sử dụng con Hecarim này cả ở mùa này. Và họ khóa vào trước TF để có thể đánh vai trò hỗ trợ ra hai cánh.
Faker vẫn sẽ nhận nhiệm vụ là giữ áp lực ở khu vực đường giữa và sử dụng cái chiều cuối của mình để đánh ra hai cánh cho Zed và Gumayoshi. Còn Honor thì vẫn đang cân nhắc giữa hồi nãy là Hecarim hoặc là Nocturne, cũng là một vị tướng kết hợp rất là tốt với lại TF, với cái áp lực giai đoạn giữa rất là nhiều, và nó sẽ khiến cho bên phía Genji gặp khó khăn trong những pha di chuyển, bởi vì họ sẽ phải liên tục di chuyển chung với nhau nếu như không muốn dính những pha bắt lẻ. Khi Nocturne kết hợp với TF, bạn không thể nấp được và Nocturne sẽ có rất nhiều lợi thế trong việc chọn mục tiêu. Và với Tilted Fate cùng với Nocturne thì áp lực đầy lẻ đến từ Zed sẽ được cụ thể hóa thêm rất nhiều với những cú chiêu cuối dạng bán cầu mà Nocturne và TF sở hữu. Và đó sẽ là một áp lực rất lớn dành cho Doran. Bây giờ Doran sẽ phải đưa ra câu trả lời, anh ta sẽ đánh cái gì ở đường cánh, Akali hay sẽ là vị tướng khác. Và Genji đang hướng tới một con Sylas để đối đầu cùng với Tilted Fate, đẩy Akali được một đường trên trong tay của Doran. Đây là một đội hình vẫn có khả năng đánh 1-3-1 rất tốt nếu như bên phía Genji sở hữu cái lượng sức mạnh ra đi đường nhỉnh hơn so với T1. Và để xem là lựa chọn Sylas này thì Chovy sẽ thể hiện như thế nào. Anh ta cũng có khá là nhiều những cú chiêu cuối thuận tiện để có thể sở hữu và thể hiện được cái khả năng tác động tới ván đấu đến từ một carry rất hot trong phiên bản 12.13. Bây giờ thì chúng ta đã chốt được đội hình của cả hai bên, và đúng là con Akali đường trên. Tôi rất thích cái quyết định này từ bên phía Genji. Kèo đấu này nó sẽ có một chút xíu sự nhỉnh hơn dành cho Akali, nhưng nó vẫn sẽ yêu cầu bạn cực kỳ chính xác trong những pha xử lý kỹ năng. Và về mặt cơ bản thì bạn sẽ phải thực hiện chuẩn chỉ bộ kỹ năng của mình để có thể hy vọng rằng những tình huống 1-1 bạn có được lợi thế trong cái kèo này. Và đây là một cái điều kiện rất là tốt. Trong khoảng thời gian gần đây chúng ta nói rất nhiều về chuyện là cánh mạnh nhất và một trong những vị trí xuất sắc nhất của T1 là khu vực cánh trên, trong khi đó Doran luôn luôn bị coi là một điểm yếu mà Genji cần phải bảo vệ và khắc phục ở trong khoảng thời gian sắp tới. Thì nếu như mà anh ta có thể thể hiện tốt trong cái kèo Akali và Gwen này, nó sẽ là một cú hích tinh thần rất là lớn dành cho Genji, bởi vì không chỉ dừng lại ở cặp đấu này mà chắc chắn khả năng rất cao là T1 và Genji còn phải gặp nhau ở giai đoạn playoff và thậm chí là xa hơn nữa ở những giải đấu sau. Do đó sự thăng tiến của Doran là cực kỳ cần thiết để cho Genji có thể thực sự chấm dứt được cái mạch thất bại 7 trận liên tục trước T1. Đúng là như vậy, đây không chỉ đơn thuần là một ván thi đấu ở trong cặp trận BO3 này, nó còn là một ván đấu có ý nghĩa về mặt tinh thần rất lớn dành cho cả hai đội tuyển. Và đối với Doran ngày thi đấu hôm nay thì anh ta đã được các thành viên bên phía của Genji tin tưởng trao cho một vị tướng yêu cầu phải xử lý kỹ năng cá nhân rất cao tại khu vực đường trên, đó là con Akali này. Và thực ra các kèo đấu ở tại các đường đều là những kèo đấu cần phải xử lý kỹ năng cá nhân vô cùng khủng khiếp. Chỉ trừ khu vực rừng thì đó là Nocturne cùng với Skarner có lẽ là những vị tướng mà không yêu cầu bạn phải có những pha outplay hay là xử lý kỹ năng gì nó quá khủng khiếp cả. Nhưng tại các khu vực đường thì đó là những kèo đấu mà yêu cầu cần phải xử lý quê lính, xử lý kỹ năng thực sự khéo đến từ các đường của cả hai đội tuyển. Và đó có lẽ sẽ là tiền đề để cả hai người chơi rừng lên tiếng trong ván thi đấu này. Cuộc đối đầu lượt về giữa T1 và Genji chính thức bắt đầu, với T1 bên phía đội 1 và Genji bên phía đội 2. Trận đấu nằm trong khuôn khổ lượt về của LCK mùa hè năm 2022. Giải đấu được nắm giữ bản quyền bởi Boxbox và rất hy vọng rằng chúng tôi sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các bạn dành cho kênh phát sóng chính thức của giải đấu. Một lần nữa xin được nhắc lại là chuỗi thành tích của T1 với Genji hiện tại thì trong 7 lần gặp nhau gần nhất thì T1 có được thắng lợi trong tổng cộng cả 7 lần đó. Và đây sẽ là lần gặp nhau thứ 5 của hai đội trong năm 2022 này, 4 lần trước đó thì cũng là chiến thắng dành cho T1. Và kể cả là bên phía của Genji đã từng có những thời điểm họ khởi đầu những cặp trận BO3 rất thuận lợi với những màn hủy diệt, tuy nhiên họ vẫn không thể nào tìm kiếm được chiến thắng trước bên phía của T1 trong một cặp trận BO3 hay BO5. Ván thi đấu đầu tiên này thì cả hai đội tuyển đều đang sở hữu một đội hình với nhiều những vị tướng cần phải xử lý kỹ năng đầu trận, và những lựa chọn đến từ bên phía của T1 họ chấp nhận đánh một đội hình chậm và tăng tính sức mạnh về nửa sau của ván thi đấu nhiều hơn với Aphelios và Gwen ở hai đường cánh. Họ sẽ nhận được sự hỗ trợ đến từ một vị tướng có khả năng tác động hai đường cánh tốt, đó là Tilted Fate trong tay của Faker. Và khi Faker lựa chọn Tilted Fate như vậy thì đây cũng là một lần sử dụng Tilted Fate mà cho thấy rằng hiện tại Faker đang có xu hướng sử dụng những vị tướng tác động hai bên cánh nhiều hơn là đánh carry với những con Galio và Tilted Fate đang xuất hiện như thế này. Còn quay trở lại với khu vực đường dưới thì vừa rồi như Lehen có một tình huống đúp mà anh ta cũng không gây được sát thương vào Keria thì phải. Khi mà chúng ta nói về câu chuyện meta bắt đầu quay trở lại với sự xuất hiện nhiều hơn của Aphelios với lại Jhin ở khu vực đường dưới thì đây đúng là một tin rất vui dành cho bên phía của T1, bởi vì xạ thủ của họ với cái bộ đôi con tướng này thì anh ta cực kỳ tự tin, và chúng ta đang thấy rằng Lucian, Nami của Ruler và Lehen đang không có được ưu thế. Thậm chí tôi vừa thấy hai cái W liên tục của bên phía Lehen và Ruler, trừ cái W vừa rồi của Ruler thì đều là những tình huống hụt cả, và ngay lập tức bộ đôi của T1 đang chiếm ưu thế ngay từ thời điểm ban đầu với việc đẩy lính cao hơn lên cấp 2 trước và đẩy lui đối phương sát vào trụ. Điều kiện thắng của Lucian Nami phải là có được ưu thế từ giai đoạn đi đường, nhưng điều đó chưa được đảm bảo từ Ruler và Lehen.
Ở cấp độ 1 thì rõ ràng là Lucien và Nami chưa có đủ cơ sở để có thể đánh hổ báo. Cặp đôi này sẽ đặc biệt mạnh ở cấp độ 2 và cấp độ 3. Và để xem tại thời điểm đó thì Ruler Blayhand có đảo ngược được cái tình thế tại khu vực dưới hay không. Vòng rừng đến từ cả hai người chơi đường rừng đều có xu hướng ăn từ khu vực cạnh trên xuống để đảm bảo rằng khả năng đẩy đường đến từ cặp đôi đường dưới của mình. Nó sẽ vẫn luôn có những bảo hiểm để có thể vin vào, và chưa kể là cạnh tranh cua dưới. Thì lúc này Honor đang là người ở bên phía đội 1, góc ra cua của anh ta xa hơn. Những cặp đôi đường dưới của T1 đang đẩy đường cao, có thể sẽ là một tiền đề tốt để anh ta làm điều đó một cách thuận lợi. Ở tại khu vực cánh trên của bản đồ thì Wen trong tay của Zerg trước cấp độ 6, anh ta chắc chắn sẽ là vị tướng đẩy đường được trước so với Doran. Và vừa rồi là pha lướt lên trao đổi chính thức đến từ Ruler kích được sốc điện của Nami, và Guma Yushin ngay lập tức mất nửa cây máu. Và anh ta đang cầm huyết tinh cho nên cái khả năng hồi phục của Guma cũng sẽ tạm thời được đảm bảo. Vòng rừng của anh cũng đáp xuống ở khu vực cánh dưới, và anh ta bỏ một bãi người đá để có thể có mặt sớm cua dưới, đảm bảo an toàn để cho bộ đôi đường dưới của mình có thể đẩy vào được. Mặc dù đã tới giai đoạn cấp 3 nhưng vẫn chưa có thực sự lợi thế dành cho Genji khi nhịp lính của họ vẫn đang thua rất là nhiều. Thiên lý huyết tinh vẫn là combo đang giúp cho Kuma kiểm soát rất là tốt khu vực đường dưới này. Ruler vừa rồi lướt lên và anh ta bị trả sát thương ngược lại. Mặc dù nhận nhiều sát thương hơn nhưng T1 cực kỳ tự tin, bộ đôi đường dưới của họ vẫn tiến lên và trả ngược lại, lượng sát thương cũng không hề yếu một chút xíu nào cả. Còn ở đường giữa, Faker đang cầm bài vàng, anh ta đang gặp nguy hiểm bị nách vào vị trí. Faker làm choáng được thành công một người và anh ta buộc phải tốc biến để thoát khỏi pha bắt. Một pha di chuyển lên khu vực cánh trên đến từ Phoenix để có thể gỡ gạc một con cua, và trên đường di chuyển anh ta tạo ra một sức ép lớn khiến cho Faker đã phải mất tốc biến. Và bây giờ thì với việc Chovy đang đẩy đường trước con cua trên, lúc này Honor di chuyển lên, tôi không nghĩ là anh ta sẽ có được nhiều cơ sở cho việc cạnh tranh nó với Phoenix, người vẫn còn trừng phạt. Honor thậm chí đã bị lộ vị trí rồi. Wen của Zerg đang đẩy đủ cao nhưng máu của anh ta thì không hơn Doran bao nhiêu cả. Và anh ta không có phép bổ trợ để có thể rút lui, anh ta không tốc hành, không tốc biến, anh ta có thiêu đốt và ép Doran phải lui ra. Nhưng Binet đang có mặt ở đây để có thể bảo kê cho đồng đội của mình. Lượng máu của Doran đang tương đối là hạn chế và sẽ không thể nào ôn in được trừ khi nào anh ta phải sử dụng hết những cái kỹ năng hồi phục của mình. Phi tiêu vừa rồi găm hụt, nó sẽ không giúp cho Doran có một tình huống tấn công thành công, mà ta đang gặp nguy hiểm khi mà Zed tràn lên. 200 máu còn lại, Doran lại phải kích bình một lần nữa, anh ta không còn khả năng hồi phục. Anh ta đang phải hồi phục nhờ khiên Doran. Hai lính. Và Zed thì sao? Zed quyết định bỏ. Lúc này thì Nocturne của Honor đã có đủ lợi thế rồi. Tôi không nghĩ là Zed sẽ muốn tham thêm trong tình huống này khi mà Phoenix vẫn đang lần vần tại cánh trên. Honor vòng rừng đầu tiên anh ta có hai cua, còn Phoenix thì không có cua. Và khi mà Honor đánh lên cua trên thì Phoenix quyết định không ăn cua thật nhanh với trừng phạt, mà anh ta lên hỗ trợ cho Doran trong việc tấn công Zerg, ép lui Zerg một chút xíu để giành lại một chút những ưu thế trong cái đấu giữa Akali cùng với Gwen. Nhưng cái giá phải trả cho Phoenix là anh ta không có được con cua nào cả ở vòng rừng đầu tiên. Và khi Honor ăn xong cua thì vòng rừng thứ hai đã xuất hiện rồi. Anh ta ngay lập tức di chuyển để ăn hai bãi tại khu vực rừng cánh trên và đã có tới 40 chỉ số lính sau lần về nhà đầu tiên. Đây là một điều kiện cực kỳ thuận lợi để Honor có được cấp độ 6 và thể hiện cái áp lực đến từ cú hoàng tử của mình. Đó chắc chắn là thời điểm mà phía T1 sẽ chờ đợi rất là nhiều với bộ đôi TF và Nocturne. Và đó cũng là thời điểm mà có thể coi là họ mạnh nhất. Cái thời điểm đó nó cũng không còn xa nữa khi mà cả Faker lẫn Honor đều đã ngưỡng cấp 5 rồi. Một cái bước tiến rất lớn đến từ người đi rừng của T1 với vòng rừng khởi đầu cho mình là hai cua. Đồng đội của ta ở đường giữa thì đã có định mệnh TF đã cấp 6 của T1. Vấn đề là tôi đang thấy ở hai cánh thì thực ra cả hai cánh của T1 đều đang đẩy tương đối là cao, thì nó sẽ hơi khó để tổ chức những pha tấn công trong những tình huống như vậy, trừ khi nào bạn tổ chức một pha di chuyển lên cánh trên và băng trụ nơi mà Wen sẽ xây dựng được thế lính vào khu vực đường dưới, khu vực đường trên. Đó có thể là một cái điểm mà bên phía của T1 đang cân nhắc, bởi vì vòng rừng tiếp theo của Honor sẽ là đi lên cánh trên. Faker không có tốc biến thì anh ta đành phải nhường cái thế trận đẩy đường trước dành cho Chovy, nhưng mà Chovy anh ta quyết định không lấy chiêu cuối của Faker mà anh ta chỉ đi bộ xuống cánh dưới mà thôi. Honor đang có mặt ở đây với 48 chỉ số quái vật rừng. Và nếu như anh ta được chia một chút kinh nghiệm đến từ đợt lính tiếp theo của Guma Yushi, anh ta sẽ có thể có được hoàng tưởng. Còn những gì mà bên phía Genji đang cố gắng làm là kiểm soát tầm nhìn tại khu vực sông dưới, tránh những pha Faker di chuyển xuống cánh dưới mà họ không nắm được tình hình. Và Faker đang có dấu hiệu muốn di chuyển lên cánh trên, anh ta chỉ để lại mắt tại bãi chim của đối phương mà thôi. Honor vẫn đang cố gắng đứng để hít thử xem có được kinh nghiệm hay không. Vẫn đang là cấp 5 mà thôi, vẫn chưa lên được cấp 6. Một khoảng thời gian tương đối dài của Honor bỏ ở khu vực đường dưới. Thực ra tôi nghĩ là anh ta bỏ thời gian không phải để găng gì cả, mà để đảm bảo rằng bộ đôi đường dưới của mình đẩy được lính vào và có thể rút lui ở một cái nhịp an toàn. Đến bây giờ thì anh ta mới bắt đầu di chuyển tiếp. Thì hướng di chuyển vừa rồi của Honor đã đi ngang qua mắt của Genji. Họ biết rằng anh ta bây giờ mới đạt được cấp 6 sau tình huống sử dụng máy quét để phá mắt vừa rồi và di chuyển lên cánh trên. Và đây là lúc mà chúng ta phải nói đến chuyện Doran phải giải quyết bài toán tích lính nếu như không muốn đối mặt với tình huống quan trụ đến từ bên phía của T1. Và không chỉ là Doran mà Genji cũng đang phải kéo dần người lên mé trên bản đồ khi Binet đang ở khu vực bãi người đá và cái hướng nhìn của Chovy cũng đang chết lên trên. Đội lính có xe được đẩy vào trụ và Zerg quyết định về nhà mua trang bị và chuẩn bị cho con sứ giả.
Cả hai bên không có bên nào đủ lợi thế để có thể tiến ra con rồng nguyên tố đầu tiên một cách dễ dàng cả. Vì vậy cánh trên sẽ là điểm nóng với con sứ giả. T1 cặp đôi đường dưới của họ cũng đã vừa đẩy thành công đợt lính khá lớn và là những người di chuyển về nhà trước so với cặp đôi đường dưới bên phía của Gen G. Nhưng Lehen và Ruler đang nỗ lực để có thể cản tiểu bấm B về hoặc họ có thể bị tấn công trong tình huống này trước nhé. Ruler vừa đã bị mất thanh tẩy, anh ta buộc phải tốc biến luôn để có thể chạy khi Faker có mặt đây với bài vàng. Và đó là Lehen không còn tốc biến nữa, chiến công đầu đang chờ đợi điểm dứt điểm dành cho Gumayusi. Chovy có chiêu cuối đến từ Faker được copy, tuy nhiên những gì anh ta có thể làm là di chuyển ra khu đường giữa để có thể đẩy được lính vào và khiến cho Faker bị mất lính mà thôi. Đợt lính đó sẽ được Honor tiếp nhận. Một pha tấn công rất nhanh và tình huống cố gắng để có thể giữ chân đối phương lại đến từ cặp đường dưới của Genji đã khiến họ phải trả giá đắt. Cánh trên đang là một pha kiểm soát sứ giả đến từ Phoenix và bây giờ thì Ruler không có hỗ trợ, Chovy không có dịch chuyển, không có định mệnh. Faker chấp nhận hy sinh thêm một đợt lính nữa để áp lực và khiến Ruler đang không đón được lính, và đó là ba lỡ tác dụng cho T1. Meta dịch chuyển quá đẹp dành cho T1 khi mà chúng ta thấy rằng với con bài Aphelios thì Gumayusi đã đè nát Ruler và Lehen như thế nào ở trong giai đoạn đi đường. Chúng ta đang nhìn vào 20 chỉ số lính chênh lệch và 3 lớp giáp trụ cho xạ thủ của T1, và đây mới chỉ là phút thứ 9 của ván đấu mà thôi. Một cái thắng lợi về mặt đi đường rất khủng khiếp mà bên phía T1 đang tạo ra ở khu vực đường dưới, và nó gần như là phá hỏng hoàn toàn cái điều kiện thắng cánh dưới của bên phía Genji. Ruler rất tự tin với cái setup của mình, cái lựa chọn của mình ở cả về chất tướng lẫn cái ngọc hỗ trợ khi mà anh ta lấy đòn phủ đầu. Nhưng tất cả đã thất bại. Người về nhà trước hoàn thành xong cung phong linh ở phút thứ 10 của bán đấu là Gumayusi. Một con sứ giả tại cánh trên của Venus khiến anh ta mất tương đối nhiều thời gian. Điều đó khiến cho không ai đến từ phía Genji cover dành cho Gumayusi, à chính xác là dành cho Ruler và Lehen cả. Gumayusi thì nhận được sự hỗ trợ đến từ cả Honor, cả Faker, và anh ta đã có được lợi thế rất lớn cho con Aphelios này, một Aphelios có mã hàng gục chính công đầu cùng với ba lớp tác trụ. Đây, Ruler cố dướn lên và anh ta phay check vào bụi cỏ cực kỳ nguy hiểm. Nếu Faker đáp xuống sâu hơn cho tiếng vừa rồi với cú định mệnh, tôi nghĩ rằng Ruler sẽ là mục tiêu được chọn cho cú bài vàng đó chứ không phải là Lehen. Và đó là mã hàng gục giúp cho T1 vươn lên dẫn trước rất nhiều tại khu cánh dưới. Nhưng những gì mà Phoenix làm được cũng là tương đối đáng kể, anh ta kiểm soát thành công con sứ giả khu cánh trên, một con rồng nguyên tố đất dành cho bên phía của Genji nữa. Chỉ là cách biệt về tiền sau khâu đi đường đã lên tới con số hơn 2.000 tiền rồi. Genji vốn được biết tới là một đội tuyển có khả năng đi đường mạnh, và kèo đấu ngày hôm nay họ có cũng là những kèo đấu cần phải xử lý kỹ năng cá nhân cực kỳ nhiều, thì họ lại đang là những người đi đường. Họ không thắng ở trong kèo đấu kỹ năng đi đường rồi. Khi chúng ta đang nhìn vào tất cả các đường thì bên phía T1 đều đang nhận trước về lính. Và nếu như nói là T1 đặt nặng cái trọng tâm của mình vào đâu thì đó chính là khu cánh dưới. Các bạn cứ nhìn cái số lượng mắt cắm của T1 là biết cái trọng tâm điều kiện thắng của đội được bảo vệ như thế nào, thì số lượng mắt của đội đó sẽ đặt về hướng đó. Hiện tại từ khu vực đường giữa kéo xuống khu vực đường dưới thì T1 có tới 4 con mắt, 2 mắt kiểm soát, 2 mắt thường, và còn cái mắt thay ma nữa tôi nhớ không lầm thì phải, nó đang nằm ở gần khu vực đường từ bùa đỏ dẫn xuống sông. Thì với việc đầu tư nhiều tài nguyên như vậy để đảm bảo an toàn đi đường cho Gumayusi và Keria, xạ thủ của T1 đang không khiến ai phải thất vọng cả. Nhưng ta đang gặp một chút xíu nguy hiểm, anh ta còn tốc biến, ta đã sử dụng cung phong linh rất nhẹ nhàng lướt đi và đẹp, nên được tắt Honor lao thẳng vào kết hợp với khổng lồ hóa giữ chân Ruler lại, và định mệnh cũng được sử dụng, cung bắn tới, và đó là pha dứt điểm đến từ Gumayusi với anh trăng dẫn lối. Nó là hỏa ngục và nó nổ trúng đầu Ruler. Một pha phản công xuất sắc như sách giáo khoa của T1 vậy. Honor đứng ở khu vực đường dưới, và vừa rồi thì không biết là Genji đã để ý được trang bị hay chưa, nhưng đó là pha phát động tấn công mà tôi chẳng thấy bất kỳ một cơ sở nào cả để họ tấn công cặp đôi đường dưới của T1. Cái sóng thần của Lehen không phải là thứ có thể làm khó được một Aphelios còn cung phong linh, và họ T1 đã hóa giải tình huống tấn công vừa rồi một cách hết sức đơn giản. Thậm chí họ thực hiện một pha phản công với hoàng tưởng và khổng lồ hóa, khiến cho Ruler một Lucian không cung phong linh không tốc biến đã phải lên bảng, và đó là lần nằm xuống có thể sẽ khiến cho chênh lệch đường dưới ngày càng gia tăng thêm. Chúng ta cùng xem lại tình huống thả rờ. Phá thả rờ là tại vì cái góc nó cũng không có hẹp, góc nó hoàn toàn không hẹp chút xíu nào cả. Guma thì vừa xong cái cung phong linh, anh ta có tốc độ di chuyển, anh ta có khả năng lướt ra khỏi pha tấn công của đối phương, và cái pha kết hợp giữa Keria với lại Honor nó rất là đẹp. Khổng lồ hóa được sử dụng vừa lúc mà Honor đáp vào để có thể hất tung giữa chân Ruler. Sau đó thì ánh trăng dẫn lối vừa đủ sát thương nổ ra với súng hỏa ngục. Tất cả mọi thứ đều được T1 vận hành một cách hoàn hảo, và họ đang kiểm soát hoàn toàn ván đấu này. Mặc dù chênh lệch chỉ là 2 mạng, nhưng nhìn vào thế trận ở các đường thì chưa tìm ra được điều kiện thắng dành cho Genji. Nó chỉ có thể là ở giai đoạn sau, nếu như con Akali và con Silas này, hai con tướng kỹ năng, có thể tạo được những pha highlight trong giao tranh. Nhưng vấn đề chỉ là nó như thế này, con Silas của Chovy không có nhiều thứ để cướp mà có thể tạo ra được những pha đột biến. Với đội hình của T1 hiện tại, những chiêu cuối này nó không đẹp lắm với Silas.
người đang bị giữ chân là Bidat, anh ta vẫn có thể tạm thời lui về được. Ôi, con sứ giả 25 đồng dành cho Faker. Rớt đã được tương dịch chuyển ra khu vực đường giữa, và đó là một tình huống sứ giả không mang lại bất kỳ một giá trị nào cho bên phía của Gen.G cả. Một mục tiêu mà họ đã phải hy sinh không ít những lợi thế ở khu vực đường dưới để có thể kiểm soát, nhưng giá trị nó mang lại thực sự không cao. Và bây giờ khi Gumayusi được đẩy ra khu vực đường giữa với một lượng trang bị lớn, anh ta chắc chắn sẽ thể hiện khả năng kiểm soát khu vực đường giữa tốt hơn so với những gì mà Lucian của Ruler có. Tại cánh trên thì chênh lệch lính không nhiều. Đây là một cái đấu mà Doran cũng đã phần nào đó bắt kịp lại về chỉ số lính so với Zerg rồi, nhưng để xem cái cách mà Doran thể hiện với con Akali này nó có đủ để giúp cho bên phía của Gen.G khỏa lấp cái chênh lệch hiện tại lên tới con số 3.000 tiền hay không. Bây giờ khi mà bên phía T1 bắt đầu dịch chuyển đội hình và họ đưa xạ thủ ra khu vực đường giữa thì nó sẽ rất là khó cho Gen.G. Silas sẽ đẩy xuống dưới thì anh ta không phải lúc nào cũng có thể cầm cái định mệnh và chạy lòng vòng ở khu đường giữa được. Rồi với con Skarner này nãy giờ Binet vẫn chưa một lần nào dùng R được cả. Anh ta lại một lần nữa bị lộ diện ở khu vực cánh trên. Và với Skarner đối mặt với Aphidos, Lulu thì... Và đặc biệt ở khu vực đường giữa nữa thì việc mà Binet đe dọa được Gumayusi là không thể. Thì tức là trong khoảng thời gian này xạ thủ của MTT1 sẽ thoải mái tăng tiến sức mạnh mà không gặp bất kỳ một đe dọa nào cả. Bây giờ Honor lên khu vực cánh trên, anh ta sẽ kiểm soát tầm nhìn, hỗ trợ cho Zerg trong việc cân bằng áp lực với con Skarner của Phoenix. Và trong khoảng thời gian vừa qua, Honor không có những pha hoang tưởng nó mang tính chất tấn công dồn dập. Nhưng những gì mà anh ta có là một nhịp farm vượt trội so với Phoenix, và anh ta đã có đồ thần thoại. Còn Phoenix thì anh ta phải hướng tới giày 2, đó là giày thủy ngân sớm, nên chưa thể nào có được món trang bị thần thoại giống như những gì Honor đang có. Và chắc chắn những pha hoang tưởng đến từ Honor với một cái chỉ phản kích, chắc là lượng sát thương cùng với hiệu khống chế nó mang lại sẽ khiến cho bên phía Gen.G cần phải suy xét rất kỹ về ý định là có nên giao tranh ở tại khu vực sứ giả thứ hai hay không. Vừa rồi là cú chiêu cuối đến từ Chovy được dùng để lấy tầm nhìn, và họ đang quyết định ăn rồng chứ không phải là sứ giả. Như vậy là bên phía Gen.G quyết định rằng sẽ đẩy xuống khu vực cánh dưới, thực ra đó là nơi duy nhất mà họ bây giờ có thể kiểm soát được. Vấn đề chỉ là hai con rồng nguyên tố đầu tiên phiên bản 12.13 này nó cũng chưa phải là những cái lợi thế rõ ràng dành cho bên phía Gen.G có được. Bởi vì thông thường chúng ta thấy trong khoảng thời gian gần đây thì có rất là nhiều đội họ sẵn sàng chấp nhận bỏ hai con rồng nguyên tố đầu để lấy lợi thế ở những vị trí khác trên bản đồ, và họ sau khi có được lợi thế rồi thì họ sẽ đánh ở từ con rồng nguyên tố thứ ba. Còn pha này thì Doran sẽ phải đối mặt với toàn bộ đội hình của T1 và cái chết là chắc chắn. Mạng được nhường lại dành cho Zerg, và ngay lập tức lúc có di chuyển trở lại khu đường giữa thì Faker khiến cho Ruler chưa thể nào lấy được quá nhiều máu trong một đường giữa của T1. Chovy dịch chuyển trở lại trụ hai đường trên vì anh ta nhận ra rằng đó là một tiếng thực sự của trụ hai sẽ gặp nguy hiểm. Sứ giả chưa hút vào trụ một, nó vẫn còn đầy đủ máu. Chovy cố gắng lao lên, sứ giả đang bị giữ chân lại, nó vẫn sẽ hút được vào trụ hai của Genji ở khu cánh trên, và khoảng trống hoàn toàn không có. Lẽ ra pha đó Chovy đang muốn đánh đổi để có thể bào được cái trụ một khu vực đường dưới, nhưng bởi vì T1 còn sứ giả chưa hút, anh ta phải mất dịch chuyển không lấy được tài nguyên khu vực cánh dưới. Mà T1 thì lại chẳng mất gì cả khi họ vẫn có người để hứng khu vực đường giữa. Một pha macro vượt trội hoàn toàn từ theo T1, và bây giờ họ đã dẫn trước khoảng chừng 4.000 rồi. 4.000 là khoảng cách khá là lớn. Và con Lucian này của Ruler giờ này anh ta mới vừa lên cung phong linh ở trong lần về nhà vừa rồi. Còn pha về nhà tiếp theo thì tôi nghĩ rằng bên phía của Gumayusi nhiều khi là có luôn ở huyết kiếm đó. Chúng ta cùng nhìn lại một pha tấn công với 5 thành viên ở khu đường trên và Doran, một con Akali có bom khói. Nhưng khi đối mặt cùng với cú định mệnh của Faker thì bom khói không có tác dụng. Và đó là một pha tấn công lấy mạng lấy trụ rất đơn giản đến từ phía T1. Họ thậm chí không mất bất kỳ một cái trụ nào cả trên toàn bản đồ. Những tình huống lăn cầu tuyết cực kỳ chắc chắn đến từ phía T1 trong ván thi đấu này, và họ đã gây dựng được một lợi thế rất lớn xoay quanh con Aphelios của Manusi. Họ đang hướng tới món trang bị thứ hai nhanh nhất dành cho con Aphelios này. Và tại thời điểm nó có được huyết kiếm thì những tình huống băng vào đến từ Gen.G, có lẽ cái áp lực của những con bài như Akali hay Silas nó sẽ không thực sự đủ để khiến cho Gumayusi gặp khó khăn. Hiện tại thì T1 tôi nghĩ rằng họ rất cần phải giữ được cái mạch macro tròn trịa như nãy giờ, bởi vì đội hình của Gen.G thì thực ra họ có những con tướng có thể dùng kỹ năng để vượt qua khoảng cách về tài nguyên. Đó chính là Silas, chính là Akali và phần nào đó là Lucian nữa. Con Lucian thì sát thương của nó phụ thuộc hoàn toàn vào chuyện là người xạ thủ sử dụng nó như thế nào và hiệu quả hay không trong cách tận dụng cái nội tại. Thì nếu như bạn bước vào pha giao tranh mà không kiểm soát được bộ ba này từ bên phía Genji thì có thể cái khoảng cách 6-7.000 tiền, 5.000 tiền này của T1 sẽ bị phá hủy một cách khá là dễ dàng. Do đó việc phải macro đúng và né giao tranh trong những tình huống không thực sự có được lợi thế là điều kiện tiên quyết. Và Doran lại là người được chọn một lần nữa khi mà anh ta bị giữ chân lại, đèn đã được tắt và nạn nhân tiếp theo lại là Doran. Nhưng Faker cũng phải trả giá. Một đối một như thế này là bên phía Genji không lời. Xin lỗi, bạn không lỗ.
Họ đã có áp lực ở cánh ngược trở lại và đó là một tình huống trả sát thương rất ấn tượng đến từ Doran với Thudot. Lulu trong tay của Carrier đến không kịp để có thể hỗ trợ về khả năng chống chịu dành cho Faker. Và đúng là một tình huống mà họ không lỗ chút xíu nào cả. Họ đã có được một tình huống 1 đối 1 trong tình trạng là Doran đã câu kéo được rất nhiều thời gian và tài nguyên của T1. Cánh còn lại thì Gen.G đang có những lợi thế dành cho Chovy. Mặc dù đi đường Faker không thua lính nhiều nhưng trong những tình huống di chuyển để hỗ trợ đồng đội, Faker bắt đầu có dấu hiệu bị đuối CS hơn so với Chovy trông thấy. Đó là khoảng cách chênh lệch lên tới 50 chỉ số lính giữa hai người trên đường giữa. Và mặc dù là một tình huống mất trụ đường dưới nhưng bên phía của Gen.G có lại một trụ cụ đường trên. Cũng như trong khoảng thời gian vừa qua thì cái cách biệt giữa Gumayusi và Ruler nó không được tăng tiến theo thời gian một cách quá đáng kể. Chúng ta cùng được xem lại tình huống mà Doran sau khi nhận thấy rằng cửa thoát của mình đã quá thấp thì anh ta đã quyết định quay ngược trở lại để có thể dùng sát thương vào Faker. Và anh ta đã làm rất tròn trịa cái bộ combo của mình khi găm được phi tiêu trúng và sử dụng được cá thiêu đốt để có thể đủ sát thương dứt điểm trong tình huống đó. Và trở lại với điều đang nói, cái khoảng cách này là tương đối an toàn nhưng nó không đủ để cho bên phía T1 có thể lơi lỏng. Bởi vì pha vừa rồi là ví dụ kinh điển khi mà Doran vẫn có thể kéo Faker theo trong tình huống mà Faker mất tập trung trong một tình huống tấn công. Rồi vừa rồi là một cú thanh trừng kết hợp với lại Nami buff của Ruler cũng khiến cho cả Guma lẫn Kera đều mất một lượng máu rất lớn. 5.000 là một con số lớn nhưng nó không đủ lớn để có thể chúng ta có thể thực sự an toàn về cái lợi thế rõ ràng của T1. Đội hình của T1 là đội hình đánh về nửa sau của ván thi đấu. Mặc dù đi đường họ dẫn trước đối phương 3.000 tiền hơn nhưng chưa phải là ngưỡng sức mạnh tối ưu cho họ. Vì vậy trong khoảng thời gian này tôi nghĩ rằng T1 vẫn sẽ cố gắng đánh chậm lại và chờ đến đúng ngưỡng sức mạnh của mình mới giao tranh với đối phương. Đối bên phía của Gen.G tại thời điểm này, Lucian của họ vẫn có sát thương mặc dù hơi thọt một chút, nhưng thời điểm hiện tại vẫn là thời điểm cho phép Ruler và Lehen tác động tới ván thi đấu này. Và những gì mà T1 đang cố gắng làm là đánh chậm lại trong khoảng thời gian vừa qua. Chừng nào mà Gumayusi có được hai món trang bị lớn trở lên, họ mới có được những tình huống giao tranh lợi thế hơn so với đội bên phía Gen.G. Những mệnh được kích hoạt đến từ Faker để bắt nó ra thêm lần nữa. Và đây là 2-1. Binet đã có mặt ở đây, anh ta cố gắng lao vào hỗ trợ và đó là chiêu cuối dùng để chạy của Doran vẫn đang bị đốt và ta nằm xuống với trừng phạt đụng độ. Rất tiếc cho Doran là không thể thoát được và đã 3 lần liên tục anh ta bị bộ đôi Faker và Honor khai thác đúng ngay thời điểm mà rồng ra. Nhưng T1 cũng phải chịu những cái tổn thất đáng kể khi họ không có hai chiêu cuối. Liệu bên phía Genji có làm được gì hay không? Binet vẫn chưa tiến lên được. Còn Zed thì đang bị tấn công bởi Chovy. Chovy cực kỳ tự tin lao lên đấu tay đôi với lại Zed. Xe chỉ lùng kim được sử dụng bởi cả hai bên nhưng Zed là người có nhiều sát thương hơn và ta đẩy lùi được Chovy. Nhưng Binet đã vào vị trí làm chậm thành công, xiên xích ngược lại và anh ta kéo được đối phương về, ba người cùng đánh và Zed chắc chắn sẽ phải nằm xuống. Điểm hạ ngục thứ hai cho Genji. Zed có lẽ đã không check cái trang bị đến từ Chovy bởi vì solo 1-1 anh ta không thua. Con Gwen của anh ta có một lợi thế rất lớn đến từ phép bổ trợ thiêu đốt trong việc solo 1v1 khi nó có khả năng giảm hồi phục. Nhưng sát thương của Zed chắc chắn sẽ không đủ khi Chovy còn đó một hướng kích đồng hồ và qua đó thì Zed đã bị bết. Những gì mà Genji cố gắng làm là khai thác những mạng của người trở lại bởi vì đó thực sự là con rồng họ phải bỏ. Chỉ là rồng một trên phía T1 mà thôi. Và con rồng đó thì với việc mất đi Doran, Genji không có phương án 2 để có thể tranh chấp. Và họ quyết định là xuống bắt vị trí của Zed. Họ đã thành công trong việc lấy một mạ gục dành cho hình như là Ruler là người được ăn thì phải. Đây chúng ta cùng nhìn lại một pha cố gắng ăn cóc đến từ Doran. Lần này thì anh ta mất cái phi tiêu và con cóc mất rồi. Và sự cơ động đến từ một cú sát chiêu nào lần 1 và lần 2 nó không đủ trước khi anh ta bị nhận sát thương quá nhiều bởi cặp đôi Faker cũng như Honor. Pha này thì Zed đã trả sát thương khá là tốt vào Chovy. Những cái vị trí đứng của ta khá là cao và đồng đội của ta đã mất khi hai chiêu cuối bản đồ để có thể lao lên. Công việc tiếp cận của Binet là khá dễ dàng với một pha sử dụng luôn chiêu cuối để có thể đem về một món quà ship tới tận nhà cho Ruler. Và đúng Ruler là người có được mạng hạ gục. Nó giúp cho ta giải quyết phần nào đó cái bài toán về mặt trang bị giữa bản thân anh ta và Gumayusi, người vừa lên được cho mình huyết kiếm. Định mệnh được mở để lấy tầm nhìn. Đội hình của Genji đang cố gắng phòng ngự ở khu đường giữa. Doran cũng đang di chuyển về, chiêu cuối được bung ra và nó bắt cho bên phía của T1. Mất một tốc biến, còn phía bên này Chovy ép được Faker cũng buộc phải tốc biến theo. Anh ta lấy định mệnh để có thể tổ chức một pha phản công. Nhưng đội hình của T1 đã tập trung lại được với nhau và hai bên lại quay trở lại với khu đường giữa để chia ra. Rất nhiều chiêu thức và tài nguyên đã được đầu tư đến từ cả hai đội, trong đó có tốc biến thanh tẩy của Ruler. Tôi không biết tại sao anh ta lại mất hai phép bổ trợ này cùng với thanh trừng nữa. Nhưng đó có lẽ là một tình huống mà anh ta bị dính ánh trăng dẫn lối đến từ Gumayusi. Và điều đó đang có thể sẽ khiến trụ một đường giữa của Genji gặp khó khăn trong việc phòng ngự. Gumayusi, cái lượng giáp phụ trội đến từ huyết kiếm đang cho phép anh ta có một sự tự tin cực kỳ cao. Và rõ ràng là sát thương đến từ bên phía Genji phải là sát thương sốc thì mới có thể dứt điểm được Gumayusi. Còn nếu sát thương giả dích theo thời gian với khả năng hồi phục đến từ huyết kiếm, đó sẽ là một khó khăn dành cho bên phía Genji trong việc hạ của con Aphelios đang cực kỳ xanh xao này.
Rớt quyết định bung luôn xe chỉ luồng kim để có thể lấy máu của Lehen nhưng chưa thực sự thành công lắm. Đội hình của Genji vẫn có khả năng hồi phục tốt đến từ con Nami này. T1 lại bung lên một lần nữa với Surelia nhưng họ không vào đủ tầm để có thể bắt được ai cả. Trụ một đường giữa của Genji vẫn đang được giữ và T1 bắt đầu nóng lòng bởi vì họ đang cảm nhận rằng cái tốc độ pha của Chovy đang quá vượt trội. Anh ta đã có 260 chỉ số lính và đây là một quả bom mũi chậm thật sự. Pha vừa rồi thì Ruler là người trong một tình huống bị rối đã phải dùng cả một cái thanh trừng ngược về phía sau. Ông tình huống bỏ chạy. Tôi tưởng là anh ta bị bài vàng ở cơ ly xa đến từ đáy bắc liên thanh của Faker làm khó cơ nhưng không phải. Còn đây là Doran tìm kiếm cơ hội solo 1-1. Anh ta hơn chiều cuối so với Zeus và đó là lý do vì sao mà Zeus đang tạm thời phải là người rút lui. Trụ không còn nhiều máu đến từ bên phía T1 nữa nhưng mà Genji cũng không có đủ nhân sự để có thể kết liễu trụ này. Vẫn đang là một thế trận T1 dẫn trước hơn 3.000 tiền và họ vẫn đang là một đội hình được đánh giá về late game cực kỳ khỏe xoay quanh siêu xạ thủ Aphelios. Nhưng nãy giờ thì khoảng cách đó được bên phía Genji duy trì nó và không bị các thành viên bên phía T1 gia tăng nó quá đáng kể theo thời gian. Chỉ là có vẻ như việc kiểm soát những con rồng nguyên tố đối với Genji vẫn là một bài toán không hề dễ. Hồi nãy thì thật ra là do họ mất người trước khi con rồng ra. Tình huống đó thì Doran trong một pha ăn cóc trước khi rồng ra thì anh ta bị bắt. Lần này thì nếu như không bị mất người trước, mà tôi nói có hơi sớm không đây, người có thể là bị mất nữa và lại là Doran. Anh ta bắt buộc phải di chuyển lên cao để farm và anh ta đối mặt với TF và Nocturne. Quá khó, nhưng ít nhất đây là thời điểm chưa có rồng. Thì có thể là bên phía của Genji chỉ mất cái trụ một đường giữa mà thôi. Ăn Baron vẫn sẽ là mạo hiểm, T1 sẽ chưa làm được điều đó ngay bây giờ. Một pha bắt lẻ đến từ phía T1 và cũng có những cái giá phải trả. Phần này thì khả năng cấu rỉa đến từ cặp đôi bên phía Genji là rất quyết tốt định buông luôn tất cả mọi thứ để lao vào. Và tốc độ di chuyển không được gia tăng của Uma với lại Kera vẫn đủ cho anh ta rút lui. Nhìn rất đe dọa nha. Cái cách biệt lính của Faker và Chovy đang càng ngày càng gia tăng thêm theo thời gian nha. Tôi đang để ý nó lên tới con số là 90 chỉ số lính rồi. Và đường lính vừa rồi mà Chovy đẩy lên cao đó là đường lính mà Faker đón không thực sự trọn vẹn pháo trọng trường. Và Ruler thì anh ta vẫn có thể thoát về được. Về sau đó Guma không đủ tốc độ để theo lên cũng như hết CC rồi. Câu chuyện vẫn xoay quanh cái trụ một đường giữa Genji nãy giờ bên phía T1 chưa thể nào dứt điểm được nó. Và họ vẫn đang cố gắng khai thác vào cảnh của Doran trong những pha đẩy lẻ. Và có thể họ hy vọng rằng lại một lần nữa họ bắt được Doran trước khi mà mục tiêu lớn ra. Nhưng bây giờ đã là 25 giây nữa trước khi mà rồng ra, Guma đang bị tấn công. Anh ta bị dính một pha ràng buộc. Và đó là một tình huống chết rất là nhẹ của Guma. Tốc biến không kịp sử dụng. Đây là lúc mà cả rồng lẫn Baron đều đang có trên bản đồ. Chính xác là chỉ có Baron thôi, rồng còn 10 giây nữa. Nhưng Guma còn tới hơn 20 giây nữa mới hồi sinh. T1 không có xạ thủ. Tôi nghĩ phải bỏ. Đây là một con rồng bên phía T1 sẽ không có cách nào để có thể kiểm soát nó cả. Họ cũng sẽ không thể nào có áp lực ngược trở lại ở tại hang Baron bởi vì xạ thủ của họ, nguồn sát thương lớn nhất trong đội hình bên phía T1 đang trên bàn điểm số. Chẳng đào được sát thương để họ có thể ép Baron cả. Một sai lầm đến từ Guma Yushi. Những gì anh ta đang cố gắng làm trong chúng vừa rồi là đẩy lính lên cao khi không ai cover. Và với một cú tốc biến ràng buộc khá đơn giản, Phoenix đã khiến cho bên phía của T1 để mất đi con rồng nguyên tố thứ 3 vào tay của họ. Và linh hồn rồng lại là một linh hồn rồng mạnh. Đây là linh hồn rồng công nghệ, một linh hồn rồng cực kỳ khỏe để có thể đánh về late game. Và đó là cú hoang tưởng đến từ Honor, à không, chết là Chovy. Chovy. Và tôi thấy rằng, ui, Ruler có vô cực rồi. Đang một tình huống lẳng lặng farm lên của Ruler sau điểm hạ gục vừa rồi ở khu vực đường giữa. Và Chovy thì đang nhìn vào Zed. Venus ở khá gần khu vực này, Honor cũng gần cho nên Chovy quyết định không băng vào. Lợi thế của T1 không còn nhiều nữa, bây giờ vẫn là một con số tiền. Nhưng thật sự với 2.000 chênh lệch này thì họ không còn có một cái khoảng cách an toàn. Và cứ dần dần thì Faker sẽ chỉ giữ một nhiệm vụ duy nhất là một cỗ máy làm choáng. Trong khi đó thì Chovy cứ dần tăng sức mạnh. Với con xe lát này hiện tại nó hơn Faker gần 100 lính rồi. Nhưng vẫn phải trách Guma không tốc biến. Đó là sự cơ động đến từ Lucian và Nami. Đây là cặp đôi thua đường. Tôi đã từng chứng kiến những ván đấu mà Ruler thể hiện khả năng bắn Lucian về late game không khác gì những Hyper Carry cả. Và vừa rồi là một pha thể hiện cái sức mạnh đến từ Lucian với cung phong linh. Với bùa đỏ, Guma Yushi nằm xuống và nó làm chậm đi khả năng tăng tiến sức mạnh của anh ta. Vô cực vẫn chưa có. Mặc dù khởi đầu là một khởi đầu vô cùng thuận lợi cho T1 nhưng 28 phút mà Aphelios chưa có vô cực. 26 phút, 27 phút thì đúng hơn. Thì vẫn chưa phải là ngưỡng sức mạnh để T1 có thể đương cự lại cho những tình huống giao tranh. Chưa kể là đường giữa Chovy đang farm quá ghê, anh ta vẫn đang farm vượt thời gian tới 40 chỉ số lính. Và con xe đắt 3 trang bị này chắc chắn sẽ là một sự đe dọa không hề nhỏ cho T1 trong các pha giao tranh. Và bây giờ bắt cánh sẽ khó hơn một tí khi mà Doran đã mua cho mình một cái đồng hồ ngưng động rồi. Thì tình huống bắt lẻ tiếp theo từ T1 sẽ khó hơn khá là nhiều nếu như họ muốn nhắm tiếp vào đường trên của Genji. Còn câu chuyện farm của Chovy thì một câu chuyện muôn thuở mà chúng ta nói rất nhiều. Chỉ là bây giờ sau khi mà farm xong thì anh ta sẽ sử dụng lượng tiền nó như thế nào chung với lại người đồng đội của mình ở Ruler.
đội hình của Tiêu Anh hiện tại, thì nếu như đây là đội hình bắt lẻ, cho nên nếu như bước vào giao tranh 5 năm ở khu vực hang mục tiêu thì nó sẽ hơi khó dành cho họ. Đội hình này bắt buộc bạn phải tìm cách có được mạng lẻ trước khi mục tiêu ra thì bạn mới có thể ăn được. Còn nếu như điều đó không xảy ra, bạn không thể tiến vào khu vực mục tiêu, bởi vì lúc đó thì định mệnh nó không có nhiều tác dụng. Chính xác là như vậy. Một cú định mệnh trong giao tranh nó chỉ mang tính chất cung cấp tầm nhìn mà thôi. Và phần nào đó nó được dùng để khắc chế cái khả năng tàng hình đến từ Akali. Nhưng lúc này thì bên phía của Gen Z đã phần nào đó lấy lại cái thế trận. Và họ không thể nào triển khai thế trận như mong muốn đến từ phía Tiêu Ăn nữa. Cái trụ một đường giữa của Gen Z là một cái trụ mà nó thể hiện rất rõ cái sức mạnh đến từ Lucian và Nami. Là một cặp đôi thu đường, là một cặp đôi bị chênh lệch rất nhiều ở khâu đi đường bởi phía Tiêu Ăn. Nhưng cái trụ đó nó một chấm máu nó vẫn cứ giữ hoài. Tôi không biết cái trụ này nó còn như lấy máu, nó tồn tại bao lâu rồi nữa. Bây giờ thì vẫn là câu chuyện Aram ở khu vực đường giữa cho tới khi nào mà rồng ra, hoặc là cho tới khi nào mà có ai đó bị bắt lẻ. Surela vừa được bung và con Nami của Lehen cũng bung chiều cuối để có thể đẩy Tiêu Anh về, nhưng độ dài tay cũng thấy Genji thì không nhiều lắm. Họ chỉ có một con Lucian bắn thôi cho nên cũng chưa lấy được trụ. Hai bên vừa mất tài nguyên, nhưng thôi thì chúng ta chắc là đợi tới 1 phút 44 giây nữa. Con rồng này Tiêu Anh không bỏ được nha, không thể bỏ được. Lúc này thì vô cực kiếm đã có đến từ Gumayushi. Và để xem anh ta sẽ bắn được bao nhiêu trong các pha tranh đây. Bên phía bên kia cũng là một Lucian vô cùng xanh xao đến từ Ruler chứ không phải là không. Chỉ là lúc này thanh trừng chưa có. Sự chủ động đến từ Lucian của Ruler lúc này sẽ bị giảm đi. Và đó là cơ sở để Tiêu Anh có thể lấy cái trụ một đường giữa đối phương trước khi con rồng nguyên tố tiếp theo xuất hiện. Đang là một pha tập trung 5 thành viên của Tiêu Anh, nhưng có một vài thành viên chưa đủ nhiều máu, đặc biệt là Caria vừa dính một loạt đạn thanh trừng. Và 4 thành viên còn lại của Genji thậm chí đang là những người chủ động hơn. Họ vẫn đang liên tục giữ sức ép ở khu vực đường giữa. Chobi vừa rồi mất cái lớp giáp phép của mình. Anh ta vẫn đang giữ nhịp chung với đồng đội Zed, đứng ngay ở cảnh Tiêu Anh khá là cần thông tin ở khu vực hang rồng, nhưng hiện tại họ đang không có tầm nhìn ở đây. Genji đang làm rất kỹ trong việc cố gắng quét hết tất cả mắt của Tiêu Anh ở khu vực này. Venus thậm chí tự tin đứng vào để có thể lấy một phát bắn từ trụ, nhưng không có lính cho nên Ruler cũng không tiến vào được. Rồng còn 44 giây nữa và bây giờ không còn ai đi lẻ nữa thì đội hình của Tiêu Anh sẽ không bắt lẻ được. Cú chiêu cuối sẵn sàng đến từ Ruler sau khoảng chừng 2 giây nữa. Và đó chắc chắn sẽ là một lượng máu lớn mà một thành viên đó Tiêu Anh sẽ phải trả nếu như họ ăn cái loạt đạn này. Góc ra rồng của Tiêu Anh thực sự rất hạn chế. Chẳng nhẽ họ lại muốn đổi rồng lấy Baron à? Họ ăn cũng không nhanh đâu, đội hình của Amaron không nhanh lắm. Doran đang là người bị vô hiệu hóa, lại lần nữa định mệnh được sử dụng lần này. Doran có, anh ta có đồng hồ nha, và ta sử dụng đồng hồ rất là nhanh. Lehen đã bung chiêu cuối, Phi Tiêu găm vào không trúng ai cả. Tiêu Anh vừa rồi họ bung 1-2 chiêu cuối ra để có thể vây bắt vào Doran một lần nữa. Doran sử dụng các chiêu hoàn hảo của mình tiếp cận đối phương. Anh ta cũng mất đi một chiêu cuối, Faker đang cầm bài xanh. Anh ta rính rất nhiều sát thương. Khi mà chỉ đơn giản Ruler lướt lên mà thôi, thanh trừng vẫn còn đó. Phía bên này Binet khá là trâu, tự tin đi trước mặt đội hình của Tiêu Anh. Faker còn khá là thấp máu, Chovy đã có lớp giáp phép của mình. Và anh ta đã lấy xe chỉ luồng kim. Binet đứng lên rất cao. Doran đang vào vị trí, phóng Phi Tiêu lên không thấy ai cả. Lúc này thì rồng đã đám xuống thanh trừng tung rồng. Anh ơi là người buộc phải lùi lại, người đang bị xích lại. Đó là Zed và đường trên của Tiêu Anh mất rồi, không còn nhiều cơ hội nữa. Guma cũng đi luôn ngay lập tức chăng? Anh ta cũng không còn nhiều cơ hội để sống sót nữa rồi. Đó là Chovy với pha dứt điểm. Và hai mục tiêu dành cho Genji. Họ sẽ có được cả linh hồn rồng công nghệ và Baron. Đây là một bước tiến rất lớn về mặt sức mạnh dành cho đội bên phía của Genji. Và chúng ta đang có một ván thi đấu bị ngược bên à. T1 Winland nhưng mà Genji lại lật kèo. Họ đang đánh cực kỳ hay ở dạng giữa trận này với những tình huống giao tranh vô cùng xuất sắc. Và bây giờ thì cặp đôi bên phía T1 đang di chuyển lên cục cánh trên, đó là Honor và Caria. Họ Honor đã không đi qua tầm nhìn của Genji. Đúng, Honor có tốc biến. Và Caria sẽ lấy nhiệm vụ là lấy tầm nhìn. Anh ta lấy tầm nhìn bằng cách nào đây? Vẫn chưa có thông tin. Vị trí rồi. Honor đang đoán là anh ta không thể nào xuống, anh ta không có bất kỳ một thông tin nào cả mà anh ta không dám mạo hiểm. Và bây giờ anh ta đang phải chạy, trong khi đó ở khu vực đường giữa Faker cố gắng lấy thêm một cái trụ nữa để dắt đường về cho Honor. Nhưng dịch chuyển được dùng để chặn đường, đèn được tắt để cho Honor có thể chạy. Nhưng vấn đề là chạy đi đâu bây giờ, anh ta đang nấp ở khu vực bãi sói. Anh ta nhìn không giống một con sói chút xíu nào cả. Honor mặc dù đã đứng yên để có thể ngụy trang nhưng không thể nào được, anh ta gục ngã. Thậm chí đó là một màn shutdown dành cho Ruler. Và lần đề nhà này tôi nghĩ là anh ta sẽ xách ra một đồ lớn. Đúng là như vậy, Thương Phục Hận đã có một món trang bị có giá trị cả 3.000 tiền đã có hẳn ở trong kho đồ của Ruler sau lần bấm B về vừa rồi. Và đó là một sự tự tin tương đối thái quá đấy. Thử rớt, anh ta nghĩ rằng cái khổng lồ hóa sẽ giúp ích được cho anh ta. Nhưng khi bị bắt lại bởi cú chiêu cuối giam cầm,
thì kể cả khổng lồ hóa cùng xưng là bất bại cũng không thể nào giúp cho Gwen của rất sống sót được. Vấn đề của T1 là cú chiêu phía trước họ không có, không ai biết về phía trước được. Và chỉ cần Gwen dính cú chiêu cuối đó thôi, Gwen cũng có thể là nạn nhân trong tình huống như thế này. Và rất chết nhanh quá, thế nên là Guma không ai cover cả. Guma tự tin bước thẳng lên phía phong linh và sau đó thì anh ta nằm xuống ngay phía sau Zeus. Mất đi 2 carry, T1 nhanh chóng tan vỡ. Họ thậm chí mất thêm cả người chơi đi rừng sau khi mất đi 2 mục tiêu lớn quan trọng. Một khởi đầu gần như là như mơ cho bên phía của T1 khi Guma, Yuzi và Keria thắng đường triệt để so với Ruler và Lehen. Nhưng sau đó thì cái combo bắt lẻ từ bên phía T1 họ chỉ vận hành được khoảng chừng 2 lần vào Doran. Và họ hoàn toàn không vô hiệu hóa được cái cỗ máy farm bất khả kham bên phía của bên phía Genji với Chovy bây giờ đang là 376 chỉ số lính. Ruler tự tin lướt lên và Binet đứng trước mặt đội hình của T1 để có thể tạo áp lực. Baker tới với một lá bài vàng chọn sẵn nhưng nó không hề có ý định và không hề có tác dụng đe dọa vào người của đội hình Genji. Bullet Baron vẫn còn khoảng chừng hơn một phút nữa. Đường giữa thì là Chovy đang đẩy lên và thanh trừng sấy thẳng vào người của bên phía T1. Họ đang phải lùi về nhưng Honor còn đúng 300 máu thì làm sao mà giao tranh được. Rất khó khăn, cái cánh đầy lẻ của Gwen cũng không thể nào là một cánh đầy lẻ thắng dành cho T1 được cả khi mà Chovy quá xanh. Với một nhịp farm vượt thời gian và khả năng thi đấu ổn định, không phải nằm xuống quá nhiều, Chovy thực sự là một cánh đầy lẻ đủ khỏe để giúp cho bên phía của Genji loại bỏ đi Zeus khỏi những tiểu giao tranh tổng. 4 đánh 4 không có Zeus, T1 không ai chống chịu thế trước đủ lâu cả. Và bây giờ thì vẫn đang là những áp lực đến từ Genji hướng tới trụ ba đường dưới của T1, nó không còn nhiều máu nữa. Vẫn là Bullet Baron được giữ cho bên phía của Genji. 40 giây nữa là đủ để họ có thể lấy thêm một cái trụ ba nữa. Họ chuyển hướng ra khu vực đường giữa. Hoang tưởng bị Chovy cướp và anh ta tắt đèn ngay lập tức. Doran quyết định chưa kích, anh ta kích luôn vi tiêu lần hai của mình, lao vào gây rối loạn đội hình của T1 và họ không có khả năng chống cự, sát thương trả lại không đủ để dứt điểm Doran. Baker cũng bật luôn chiêu cuối để có thể lấy thông tin nhưng không ai dám tiến lên cả, và đó là một cái trụ ba dành cho Genji. Một cái trụ ba dành cho Genji, quả Baron lên tới 4.300 tiền, là một quả Baron với một bước tiến sức mạnh vô cùng đáng kể cho đến bên phía của Genji. Và mặc dù là một khởi đầu khó khăn dành cho họ, nhưng trong ván thi đấu này khi Chovy vẫn thi đấu ổn định, khi mà Ruler vẫn biết cách để có thể trở lại một ván thi đấu, thì Genji đang đòi lại tất cả những gì đã mất, và thậm chí cách biệt về tiền tại thời điểm này đang nghiêng về cho họ lên tới con số hơn 4.000 tiền. Những mùa lợi như Baron nó có thể hết, nhưng linh hồn rồng công nghệ thì không. Đây vẫn là một linh hồn rồng rất giá trị để Genji có thể giao tranh với T1. Và bây giờ thì Genji tiếp tục hướng tới khu vực đường dưới, nơi mà cái trụ ba của T1 không còn nhiều máu nữa, và lúc này Zed cũng không còn nhiều máu nữa. Binet vào vị trí và chiêu cuối của anh ta sẵn sàng, Zed không có đường lui và ta sẽ gục ngã dưới sát thương cuối cùng của Doran. Không còn mũi nhọn ở khu vực cánh trên, liệu cái gì có thể giúp cho T1 trong pha đẩy có thể là cuối cùng này của Genji đây. 5 người đánh với 4 người và bên phía của T1 sẽ không còn một công cụ để đứng trước mặt và che cho Guma Yuzi được nữa. Đội hình của Genji đang tiến thẳng vào từ khu vực đường dưới, họ có một đợt lính rất đông, có cả xe. Lá bài vàng của Faker vô tác dụng, Lehen thả chiêu cuối, Ruler xây tốt và đó là Keria nằm xuống. Và pha Doran băng vào này là cực kỳ chết chóc, tôi không còn thấy Guma Yuzi nữa, anh ta đã bị làm ảo thuật biến mất với Genji rồi. 1-0 sau 36 phút là kết quả của ván đấu này, Genji vượt lên dẫn trước. T1 win lane nhưng mà Genji win game. Đây là một kịch bản mà tôi không thể nào ngờ tới cả, bởi vì nó là điều ngược lại diễn ra so với quá khứ. Một T1 đi đường tốt trở lại với một T1 phong độ giống như một giải mùa xuân, nhưng Genji họ với bản lĩnh thi đấu của các tuyển thủ họ vẫn có thể trở lại được sau những mất mát đầu trận, và họ giữ thế trận cực kỳ tốt. Mặc dù có những pha bắt lẻ đến từ bên phía T1 nhắm tới người chơi đường đơn là Doran, nhưng nó không ảnh hưởng quá nhiều đến sức mạnh của Akali và áp lực đến từ Doran vẫn có. Rồi bên cạnh một người chơi đường giữa có khả năng xử lý kỹ năng tốt như là Chovy, thì Pinus lại mang ra một con bài rất giá trị, đó là con Skagner. Chính Skagner của Pinus đã tạo ra rất nhiều sự khó chịu trong ván thi đấu vừa rồi và khiến cho Genji gỡ lại toàn bộ thế trận. Một ván đấu macro cực kỳ tốt đến từ bên phía của Genji ở giai đoạn giữa mặt.